Tại hội nghị triển khai chính sách thuế và giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế được tổ chức sáng ngày 4 tháng 7 với sự tham gia của gần 250 doanh nghiệp người nộp thuế trên địa bàn thành phố Sông Công, Chi cục thuế khu vực Sông Công Đại Từ đã tiếp nhận 17 ý kiến. Các ý kiến được nêu xoay quanh nội dung cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, thực hiện triển khai nộp thuế điện tử, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kê khai phân bổ thuế, chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập, đăng ký người phụ thuộc, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, các vướng mắc liên quan đến giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, giải đáp các vướng mắc về chứng từ, khấu trừ thuế điện tử theo Nghị định số 123 năm 2020, v.v. Trên cơ sở này, đại diện Chi cục thuế khu vực Sông Công Đại Từ đã trả lời và làm rõ những vướng mắc của các doanh nghiệp về chính sách thuế trong quá trình hoạt động, đồng thời khẳng định Chi cục thuế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn để ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai các chính sách thuế mới kịp thời đúng đối tượng. Tại hội nghị này, các doanh nghiệp người nộp thuế cũng đã được triển khai Nghị định số 12 năm 2023 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023, Nghị định số 41 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móc hoặc semi-rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước. Nghị định số 44 năm 2023 của Chính phủ quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Thành phố Sông Công hiện có gần 600 doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực. Trong 6 tháng năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn đã nộp ngân sách nhà nước trên 65 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.